Hello, xin chào tất cả các bạn. Có ai như Mẫn không? Học bài hay là làm việc gì cũng phải ăn cái đã rồi mới làm nổi. Lúc đầu là định đặt gà rán về ăn rồi á, nhưng mà thấy mập quá rồi nên thôi kiềm chế lại ăn trái cây và uống nước ngọt không calo. Mẫn bỏ một ít trái cây vào ly nước sẽ làm cho ly nước rất là thơm luôn. Ta-da, xong rồi nè, làm miếng nước nè, xong rồi ăn miếng trái cây. Mời các bạn nha. Gói quà coi bộ vui vui vậy thôi nhưng mà rất là mệt luôn á các bạn. Nhiều khi mình phải gói cả trăm hộp á. Hết gói cho anh này tỏ tình với crush thì lại gói cho anh kia tặng người yêu. Chưa kể còn có rất là nhiều bạn đặt quà tặng sinh nhật bạn thân đồ nữa. Mà các bạn biết rồi đó, vẫn không những là gói hàng mà còn nhận viết thư dùm cho các bạn đó nữa. Trời ơi, viết thư tình đồ tùm lum hết rồi, thư chúc mừng sinh nhật này kia các kiểu á. Vừa rồi là Mẫn vừa xịt nước hoa á mọi người. Có mấy bạn không biết là Mẫn xịt gì nhưng mà đó là nước hoa cực kỳ thơm và ngọt luôn. Cái bước này á là Mẫn sẽ kiểm tra túi để cắt chỉ thừa nè. Rồi đây là những con gấu bông, những cái con gấu bò sữa này có thể gắn lên trên túi vải hoặc là gắn lên cặp, cực kỳ cute luôn. Lựa thêm 4 chiếc scrunchies cho bạn ấy. Ta-da, xong rồi, cùng nhau gói nha. Không biết các bạn cảm thấy thế nào khi nhận được một hộp quà bằng hộp giấy như thế này ha. Nhìn mộc mạc dễ thương mà đúng không mọi người. Mỗi lần gói những hộp quà như thế này là gửi gắm hết tất cả tâm tư tình cảm vào bên trong hộp quà. Bởi vì mình gói quà cho người khác mang đi tặng mà, cho nên mình lúc nào cũng hồi hộp. Mong quá là người nhận sẽ cảm thấy thích và happy khi mở hộp quà này. Nhưng cũng có rất là nhiều bạn tự thưởng cho bản thân một hộp quà đó nha. Dễ thương thực sự luôn á. Từ bé đến lớn vẫn chưa bao giờ nhận được những hộp quà dễ thương như thế này cả. Mỗi lần nhận quà thì chỉ nhận được một món thôi, ví dụ như là một cái mũ, một cái áo hay là một cái ba lô. Còn hộp quà mà có thật nhiều phụ kiện như thế này thì không bao giờ có hết trơn á. Cũng tại vì thích quá cho nên Mẫn mới sáng tạo ra hộp quà như thế này đó chứ. Ủa? Hết clip mất tiêu rồi, mình chưa tâm sự xong nữa. Bye bye cả nhà. Đã bao giờ bạn chơi vơi giữa một tình bạn ba đứa hay chưa? Bỏ cũng không được mà ở lại cũng không xong. Mỗi lần đi chơi hay đi học chắc đối với hai bạn là vui, còn đối với mình thì không khác gì bị cô lập cả. Có những chuyện mà chỉ hai đứa biết, chứ còn mình thì biết thế nào được khi mà hai bạn chỉ đang bạc riêng với nhau. Làm sao tụi mày hiểu cảm giác đi chung ba đứa nhưng hai đứa đi trước bỏ lại một đứa lủi thủi theo sau. Hẹn đi chơi nhưng đến gần giờ đi rồi mình mới biết có cuộc hẹn này tồn tại trên đời. Chưa kể những lúc thầy cô chia hai người một nhóm, những lúc đi xe bus hai người ngồi ghế đôi còn một người ngồi ghế đơn. Đúng là người thứ ba trong tình bạn có khi còn bén nhọn hơn cả người thứ ba trong tình yêu nữa. Nếu có tình bạn ba đứa thì các bạn nhớ trân trọng nhau hơn nha. Chủ đề này Mẫn đã nói trên TikTok nhưng Mẫn thực sự muốn chia sẻ nó thêm một lần nữa tại đây, vì nó chính là một phần tuổi thân trong tuổi thơ của Mẫn. Hai đứa nó rõ ràng là thông qua mình nên mới biết đến nhau, vậy mà cuối cùng hai tụi nó còn chơi thân hơn cả mình nữa. Nếu được chọn lại, Mẫn sẽ không bao giờ chọn tình bạn ba đứa. Tốt hơn hết là chơi bốn đứa trở lên, tốt hơn hết vẫn là chơi thân với nhau một cặp thôi. Hai đứa chơi thân với nhau thôi cho nó khỏe, chứ còn ba đứa thì thực sự rất là dễ tổn thương luôn. Hello mọi người, hôm nay các bạn cùng Mẫn unbox điện thoại mới nha. Để có những chiếc video clip chất lượng á, thì Mẫn đã quyết định mua con Mi 12 Pro Max này. Tại vì camera của nó đỉnh lắm luôn á mọi người. Hy vọng là sắp tới sẽ có thật nhiều video hay cho các bạn xem.
là chưa kịp mua ốp lưng cho em nó. Ôi, khúc này là thích nhất luôn nè. Ta-da! Cũng có nhiều bạn nói Mẫn là sao không chờ iPhone 13 ra mua luôn cho nó đã. Nhưng mà Mẫn nghe đồn là số 13 thì không có tốt á mọi người, cho nên cũng không biết làm sao nữa. Sẵn tiện cái điện thoại cũ nó bị đầy dung lượng hết rồi, cho nên là thôi mình mua luôn. Mình thì mình chủ yếu là muốn mua một cái điện thoại nào đó nó phù hợp với công việc của mình. Mẫn nghĩ là mình có một cái điện thoại có camera đẹp nè, có dung lượng cao để mình quay video thì sẽ rất là thích. Dây sạc của nó nè. Đây, cây chọc sim. Và vẫn như mọi lần, đó chính là một cái miếng dán hình trái táo. Các bạn có công nhận là không có cái cảm giác nào sướng bằng cảm giác mua điện thoại mới á nha. Mình có mua cái gì mới cũng không có đã bằng mua điện thoại mới hết trơn. À, sẵn đây thì bàn một tí xíu về mấy cái bộ nails của Mẫn nha. Trời ơi, mấy bạn thấy cái bộ nail của Mẫn có giả trân không? Bởi vì mỗi lần làm video clip hay gì thì Mẫn mới bắt đầu gắn móng giả vô á mọi người. Mà nó hơi bị giả trân một xíu. Do mình dán bằng keo dính hai mặt á cho nên nó không có được thiệt. Mọi người biết sao, mùa này là mùa dịch bệnh mà, cho nên nếu như mà mình làm nail thiệt á thì nó rất là dễ bị bám vi khuẩn luôn á. Bởi vì móng dài mà nên ghê lắm. Cho nên mỗi lần mà quay video clip hay gì thì Mẫn mới gắn móng giả vô thôi. Bình thường á thì mình bấm móng tay thiệt là sát cho nó sạch sẽ rồi sau đó sát khuẩn hàng ngày. Đây là cái kính cường lực nè, để dán vô điện thoại để bảo vệ màn hình nè. Mẫn mở hộp vậy thôi chứ thực ra không có biết dán mọi người ơi. Tí nữa mình sẽ nhờ bạn dán giùm. Mọi người ơi, vậy là clip đập hộp điện thoại mới của Mẫn cũng đã sắp hết rồi. Để rửa điện thoại mới thì các bạn hãy tặng cho Mẫn một subscribe và một comment bên dưới nha. Bye bye cả nhà. Trào lưu tỏ tình bằng thư viết tay hồi xưa giờ đã dần mất đi, vì ai cũng tỏ tình bằng tin nhắn trên mạng hết trơn á. Nghĩ lại hồi xưa được tỏ tình qua mấy tờ giấy viết tay mà thấy dễ thương lắm luôn. Mẫn có nhiều bút như thế này có đủ để viết thư tình giùm các bạn chưa nè? Hai thùng lận đó. Khoe với mọi người là Mẫn đã viết thư tỏ tình giùm thành công cho rất là nhiều bạn rồi đó nha. Tỏ tình trên giấy ý nghĩa hơn rất là nhiều luôn á mọi người. Là tôi khi nhận hàng mùa dịch, unbox một thùng đồ ăn vặt Đài Loan này các bạn. Không biết có ai như Mẫn không, mùa dịch cho nên nhà toàn là cồn thôi. Để đảm bảo an toàn cho nên là bất kỳ thứ gì từ bên ngoài mang vào trong nhà Mẫn cũng sát khuẩn bằng cồn hết trơn á. Ôi mấy bé bánh của tôi, chị sẽ tắm cồn cho mấy em nha. Đây là bánh mông to, bánh mà Mẫn mê nhất. Còn đây là bánh cốm hay gì đó Mẫn cũng không biết nữa. Đừng ai hỏi tại sao mùa dịch này tôi lại tăng cân nha. Ngồi gói hàng mà không có gì ăn là buồn lắm á. Ước gì được ai đó khen hộp quà trên bàn tôi đang gói. Xin chưa xin chưa. Thực sự mất lòng tin về cái vụ con bạn thân chia tay người yêu. Mới hôm bữa chia tay rồi quay lại xong mà hôm nay nó lại nhắn: tao chia tay bồ rồi mày ơi. 3 ngày sau thấy nó với người yêu đăng ảnh đi xem phim. Tiếp tục vào một ngày đẹp trời: ê tao chia tay người yêu rồi, lần này là thật 100% nha. Tao nhất quyết chia tay luôn á, tao mệt mỏi lắm rồi. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chia tay mà vẫn còn dính lại cái chân nha mọi người. Chia tay với chả chia chân. Chị ơi, bạn trai em không thích bạn bè của em. Anh ấy bắt em phải lựa chọn giữa anh ấy với bạn bè. Em không biết phải làm sao đây ạ. Đáng thương cho ai vì tình yêu mà phải từ bỏ tình bạn. Tình bạn không phải là thứ mà có thể đem ra lựa chọn được. Và tình yêu cũng vậy. Một người yêu em thật lòng sẽ chẳng bao giờ họ bắt em lựa chọn đâu.